Con là giác chân oanh, con đã là một Phật tử. Lúc trước con còn đi học thì hầu như con giữ giới rất kỹ. Con cảm giác con có thể giữ giới một cách dễ dàng. Nhưng mà giờ đây tuy con học ngành tài chính ngân hàng nhưng con biết được môi trường ngân hàng thường phải uống bia rượu tiếp khách. Sau khi ra trường con đã học kế toán nhằm tránh tiếp xúc với môi trường đó. Hiện tại con là một kế toán viên kế toán nội bộ. Con nghĩ con có thể hàng ngày lên văn phòng làm việc rồi đi về, có thể giữ tâm ý mình trong sạch, thế mà con lại không thể giữ giới được. Cô ơi, hôm qua ngày 21 tháng 10 con đã phải đi tiếp đối tác của công ty. Con đã uống rất nhiều bia, mọi người nhìn vào thì thấy bình thường, cũng nghĩ con lăng xả vì công ty được công ty đánh giá tốt. Nhưng mà cô ơi, không giữ được giới lòng con cảm thấy rất khó chịu. Có phải lực tu của con đã giảm sút rồi không? Con đã có cố tránh rồi nhưng với sự cám dỗ của sự thăng tiến khiến con phải lựa chọn. Cô ơi, giờ con sám hối nhưng sám hối day dứt rồi con lại phải làm những việc con không muốn làm. Con đã nghĩ con sẽ trở thành một Phật tử ngoan, một đệ tử ngoan trong lòng sư phụ và cô, thế mà giờ con nhận ra con chưa tu đến đâu cả. Quá trời dài luôn. Rồi giờ sao? Cái vụ mà bia rượu này cô nói hoài, hồi đó cô cũng đi làm vậy, làm công ty vậy, nhưng mà bạn ơi, cô không biết cái môi trường của bạn làm sao chứ. Công ty cô cũng có uống bia, uống rượu nhưng mà không bao giờ phải uống tới say mềm, say khướt, tới mất mất lý trí, đồ các kiểu không có. Mà các sếp trong công ty cô cũng rất chi là dễ thương nhé. Các sếp không bao giờ ép nhân viên nữ phải uống nhiều các kiểu rồi đó. Uống được nhiêu thì uống, uống cho vui vậy thôi. Còn tới mồi mà đi tiếp đối tác đồ các kiểu, đâu phải mình phải uống tới say khướt thì mình mới là lăn xả cái công việc đâu, đâu phải. Cái việc của mình là kế toán mà, việc của mình đâu phải là đi tiếp bia ra cho khách đâu, phải không? Thằng này nó nhập nhằng về cái khái niệm đó. Cô không biết cái môi trường làm việc của bạn như thế nào, tùy môi trường hen. Nhưng mà cô nghĩ là cái việc mà mình khả năng mình có thể thăng tiến trong công việc, mình tiếp đối tác thành công, nó thuộc về cái kỹ năng mềm và cái kỹ năng chuyên môn của mình, cái nghiệp vụ chuyên môn của mình, chứ không phải là cái khả năng, cái tửu lượng uống bia của mình tới đâu, làm gì có. Cô không bao giờ uống bia giỏi, nhưng mà ngày xưa cô đi tiếp đối tác từ quan chức chính phủ cho tới các công ty khác, không có ai mà chê trách cái gì hết trơn hết á. À, vẫn có những cái tiệc mà mình phải uống rượu nhấp môi vào các kiểu, nhưng mà mình biết là ví dụ tửu lượng của mình, tự mình ở nhà ngồi uống trước đi, mình uống với ba mình, với má mình, không ai uống với anh mình, những người mà mình thân cận tin tưởng đó, mình uống coi tới khi nào mình say. Hồi đó trước khi cô ra đời đi làm, ba cô cũng nói vậy đó, con thử con nhậu với ba một lần đi, con nhậu tới khi nào mà con say thì mình sẽ biết tửu lượng mình tới đó là mình sẽ say, đúng không? Thì mình sẽ không bao giờ uống tới cái ly đó để mình mất lý trí hết trơn hết á. Mình biết mình uống được tới đâu, tức là dĩ nhiên mình sẽ uống một hai ly cho vui, cho có không khí, nhưng mà một hai ly đó không làm cho mình không làm chủ được hành vi lời nói, không có làm mất trí luôn thì đâu có sao đâu. Rất là vui thôi. Ngày xưa có những trường hợp, có đôi lần mà cô gặp những cái đối tác là thôi cũng không dám nói ra đụng chạm, nhưng mà rất là thích là ép người khác uống rượu uống bia các kiểu, thì lúc nào sếp cô cũng là người dành uống hết trơn hết á. Sếp nói không, nó là gái tao đó, thôi để tao uống giùm nó không. Sếp rất là dễ thương luôn, sếp có thể say khước chứ không bao giờ để mình bị ép hay bị say đó. Có những cái môi trường làm việc nó khá là ok như vậy đó. Không, cô không bao giờ nghĩ là phải uống bia rượu tới mức lăn xả, tới mức mà đánh say khước mềm thì mới là có điều kiện để thăng tiến trong công việc, được không? Có nha. Có rất là nhiều vị rất là thành công trong kinh doanh giao tiếp nhưng mà ta đâu uống bia rượu đâu, hoặc uống cho vui, cho có không khí thôi, chứ không có làm mất tự chủ mình thì cũng không có ảnh hưởng gì. Quan trọng là nếu vì công việc mình uống thì mình phải kiểm soát được. Cô nói đó, trước hết phải biết rõ cái tửu lượng của mình tới đâu, tuyệt đối không bao giờ uống tới cái mức mà mình không làm chủ được cái hành vi lời nói của mình. Cái này rất là tệ, thậm chí đã không thăng tiến được mà còn gây hậu quả nghiêm trọng. Không có để cho uống say khước, uống kiểu tự sát, uống để kiểu mà hại nhau tới chết rồi đó, là không phải là công việc phù hợp rồi đó. Điều quan trọng là đừng có để cho nghiện bia rượu nữa. Có nhiều người á, là ban đầu á, là cứ nói là đổ thừa là vì công việc, nhưng mà một lúc nào đó mình bị nghiện mình không hay, không có bia rượu chịu không nổi. Cái này mới là ghê nè, cái này mới là thiệt sự phạm giới nè. Cô đây gặp mấy anh Hàn Quốc ở bên này nè, rồi mấy chị than quá chừng, mấy chị vợ là buồn ghê lắm. Chồng rất là ok, không có một cái phần gì để chê trách, nhưng mà bia rượu là không bao giờ bỏ được. Một ngày không có vài chai bia là không chịu nổi, giống như là chưa từng uống nước mà ăn cơm luôn, chưa hít thở không khí được vậy đó. Trời ơi, phải nói là rất là phiền não về cái vụ này. Tiền bia, tiền rượu là rất tốn luôn. Mà đã vậy rồi uống cứ say khướt như vậy, rồi cứ nằm bẹp đấy, không chơi với con, rồi không lo phụ chuyện nhà. Hôm sau rồi nó ảnh hưởng đến gan với lại thận rồi các kiểu, rất là mệt mỏi. Các chị vợ mà có chồng mà nghiện bia rượu đây mệt đó. Quan trọng là mình đừng để tới mình nghiện đó. Cái đó là nghiện rồi đó. Mình đừng để tới cái giai đoạn mình nghiện bia rượu đó là được. Trường hợp nào mà từ chối được thì phải từ chối ha.
Chứ còn cái chuyện mà mình thăng tiến hay là trong công việc mình mà vì uống rượu bia tốt không 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 ổn nha. Lý luận này không ổn. Mình phải có cái nghiệp vụ kỹ năng chuyên môn. Ứng xử của mình mới quan trọng chứ. Cô cho con hỏi, con có thắc mắc về vấn đề ăn chay như thế này. Con có nghe thầy giảng có người tu đang tập ăn chay nên ăn những con gì to như cá thì tội sẽ nhẹ hơn ăn những con cá con, vì ăn như vậy sẽ sát sanh rất nhiều con. Nhưng có thầy lại giảng là con vật càng to thì tánh linh càng lớn, chỉ nên ăn những con cua tôm tép, không nên ăn gà vịt heo chó. Con cũng nghĩ vậy nên con cũng không có dám ăn con vật nhỏ, chỉ có ăn con vật lớn. Mà giờ nghe vậy con không biết cái nào đúng, xin cô giải đáp giúp con. Con xin cảm tạ công đức của sư cô. Hỏi cái này nghe lại bài pháp thoại ăn chay của cô ha. Ăn chay á, cô giảng 3 năm trước rồi. Thật ra tu tập ăn chay thì phải khởi cái tâm là tâm từ bi, thương xót các loài chúng sanh, hay là tâm hổ thẹn. Hổ thẹn là mình biết đó, là mình còn ăn thịt của hữu tình chúng sanh, dù mình chưa có ăn, chưa có ăn chay trường được, cho nên nó là mình phải dùng cái mạng sống của các loài khác để tô bồi cho mình. Thì dù là đau khổ trực tiếp hay gián tiếp á, thì đều á, là phải hổ thẹn, tại vì mình còn làm trực tiếp hay gián tiếp phương hại đến cái mạng sống của các loài hữu tình khác để nuôi mạng mình. Nó mình khởi cái tâm tàm quý và hổ thẹn lên. Kế đến là nếu mà mình đã phát nguyện được á, như vậy mình có cái tâm từ bi, khởi cái lòng hổ thẹn, thì mình sẽ hạn chế cái việc mà sát sanh trực tiếp, giết hại những cái con vật nó đang còn sống. Mình chọn những cái con nào nó chết sẵn rồi, làm sẵn rồi. Đặc biệt là những cái ăn chay đó, là cô nói là đầu tiên là cái phương pháp ha. Cái phương pháp là mình không có năm cái chi phần để cấu tạo nên một cái tội sát sanh đó. Cô có giảng rất kỹ trong bài ngũ giới và bài thập thiện nghiệp này, mình nghe lại ha. Cho nên á, đầu tiên mình chọn cái ưu tiên của mình hàng đầu, đó là không có làm đủ cái năm chi phần để mà góp cấu thành cái tội sát sanh. Thứ nhất là mình không có cố tình trực tiếp khởi nghĩ lên để mà giết cái loài hữu tình đó để làm mạng sống cho mình. Hay là mình chọn cái con vật đã được làm sẵn rồi, đã chết sẵn rồi, thì sau đó mới tính đến là ăn cái loại nào, ăn cái loại nào. Trong kinh Đức Phật cũng có dạy rất là kỹ, có 10 cái loại thịt là nhất quyết không có được ăn đó. Thì mình nghe lại cái bài ăn chay của sư cô để biết là 10 loại thịt không được ăn là loại nào. Rồi đầu mà bây giờ thêm mở rộng ra thì những cái loài thịt mà những cái loài thú mà nó thuộc sách đỏ của nhà nước cấm như là cần được bảo tồn đó, thì mình cũng không ăn những cái con vật đó. Rồi nhưng không ăn những cái con vật mà nó thân thiện với con người như là chó, mèo, chim, cá voi, vân vân, cá heo, vân vân. Rồi không ăn những cái con vật mà có cái linh tính, tính linh nó cao như rắn, rùa, hổ, khỉ, ngựa, cóc, nhái, mấy con này cũng không nên ăn đó. Hoặc là không nên ăn những cái loại thịt mà nó có tính chất ngộ độc cao, giống như là cá nóc, rắn, rết, bò cạp, cẳng kiên đó. Những cái loại mà thậm chí là giờ cũng không nên ăn những cái loại mà phản cảm ghê rợn, giống như là mấy con giun, con thằn lằn, con chuột, con đuông dừa, con ểển ương, con gì gì, nói chung là nó rất là đó. Thì những cái loại như vậy thì mình không có nên ăn. Còn lại nếu mà mình vẫn phải ăn thịt thì mình chọn những cái loại thịt được làm sẵn bán ở siêu thị, tuyệt đối mình không có đặt hàng trước, tuyệt đối mình không có làm tươi làm sống, cắt mổ, cắt họng, đập tiết canh, đập đầu nó, vân vân. Cái loại đó là mình phải triệt để là loại trừ ra, thì mình mới mới có cái phương pháp ăn cho nó nuôi dưỡng tâm từ được ha. Quý vị nghe lại cái bài ăn chay của sư cô đã giảng.